Ma Thánh, linh hồn có dị biến không? Dĩ nhiên là có, vì thay đổi chính là quy luật vận hành tam giới, mà dị biến đó chính là một trong những trường hợp thay đổi. Linh hồn có sinh hồn, là hồn của sinh vật sống, bằng thân tứ đại, tử hồn là hồn của sinh vật, chết thân tứ đại, cái tử hồn đó chính là trường hợp dị biến theo tự nhiên. Còn sinh hồn muốn có dị biến thì chỉ có cái lũ vu sư, tinh thần sư, tu tiên. Nó tu luyện linh hồn, lũ này tu đúng pháp thì đều là tà ác, vì phải dùng sinh hồn của sinh vật sống khác để dị biến. Tử hồn dị biến là như thế nào? Cái này thì còn phải xem tạo hóa đường về Tây Trúc Thỉnh Kinh của họ như thế nào thì bản Ma Thánh mới nói dóc chi tiết rõ ràng được. Nhưng chúng ta có ai tự nguyện đi thỉnh kinh đâu, nên đa số toàn là tiêu cực. Chỉ là đa số, như vậy cũng đồng nghĩa là vẫn có tồn tại tích cực. Đúng rồi, dị biến tôn quý nhất duy chỉ là anh linh. Anh linh là gì vậy Ma Thánh? Muốn nghe nói dóc cho vui tai thì bản Ma Thánh sẽ nói. Rửa tai lắng nghe. Ngày xưa học lịch sử có còn nhớ trận Thiên Mạc không? Văn chương còn nhớ, lịch sử thì không. Đúng là ngành điện ảnh nước nhà còn nợ lịch sử rất nhiều. Con cháu chỉ biết di lăng, xích bích của cái đám Hoa Hạ, còn tổ tiên thì lại đếch biết Thiên Mạc là một trận đánh oanh liệt của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Trong tay ngài chỉ có 600 thánh dực quân, thế mà chặn đánh cả vạn kỵ binh Nguyên Mông, đảm bảo thời gian quân dân ta ra rút lui an toàn, không để lại dấu vết, thực hiện thành công kế sách vườn không nhà trống mà đánh tan cuộc xâm lăng lần hai của giặc phương Bắc. Thánh dực cũng là đạo quân có binh hồn. Dĩ nhiên, đó là quân chính quy của triều đình, chỉ có hai nhiệm vụ, một là đánh tiên phong, hai là nút chặn cuối, bảo vệ hoàng thất. Đạo quân này gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ngay cả thần thánh cũng phải khiếp sợ. Nhưng chỉ có 600 quân, không đủ để phát huy uy lực mạnh nhất của binh hồn, thế nên chỉ còn mối Bảo Nghĩa Vương là sống sót và bị bắt sống. Tiểu nữ nhớ mang máng là tướng giặc dụ ngài hàng, rồi phong vương, ngài kiên quyết không hàng. Với câu nói danh chấn tam giới, ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ha ha ha, giỏi, cũng không phải là không biết gì. Câu chuyện này thì có liên quan gì đến anh linh? Những vị sống với tinh thần, vì nước quên thân, vì dân quên mình, khi đối diện với cái chết, cái chấp niệm tinh thần đó không làm cho linh hồn họ tan biến siêu thoát, mà chuyển hóa họ trở thành vong hồn. Nhưng lại là thứ tôn quý nhất, đó chính là anh linh. Mà cụ thể trong trận Thiên Mạc, 600 vị thánh dực quân và Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, họ chính là anh linh, là hồn thiêng sông núi, thủ hộ non sông đất nước, thủ hộ dân tộc. Đã minh bạch, tiểu nữ có thắc mắc. Sinh hồn thì có 7 vía, là năng lượng duy trì. Vậy tử hồn thì lấy đâu ra cái năng lượng đó? Hỏi hay, đó là tín ngưỡng lực. Đã minh bạch. Minh bạch cái gì? Đó chính là cái năng lượng sinh ra từ tinh thần của con cháu chúng ta, khi con cháu chúng ta tôn kính sùng bái, biết ơn thờ phụng, lưu danh sử sách, tín ngưỡng các vị, thì các vị sẽ nhận được cái năng lượng này, đúng không Ma Thánh? Giỏi, là như vậy. Dân tộc ta với truyền thống bất diệt là uống nước nhớ nguồn, cả ngàn năm nay đều lưu danh sử sách, biết ơn thờ phụng tín ngưỡng các vị, thì tự mà biết trong vô vi, hồn thiêng sông núi nước ta mạnh hơn cả thần, trường tồn thủ hộ non sông gấm vóc. Nhưng nhớ là đừng để cho kẻ thù trộm mất tín ngưỡng. Tín ngưỡng cũng trộm được hả Ma Thánh? Được chứ, xem phim đọc sách, nhất là về sử thi, chỉ xem đó chỉ là giải trí, cẩn thận đừng bị nó thao túng tâm lý mà sùng bái tín ngưỡng. Nhất là thằng Quan Vũ, Gia Cát Lượng gì đó, bản Ma Thánh thấy nhiều thằng rất ngu, còn thờ phụng cả tụi nó. Đã minh bạch. Thiên Mạc ngàn năm lưu sử sách, anh hùng vạn kiếp dạng oai danh, Bảo Nghĩa Vương danh đền nợ nước, đầu rơi thân xả khiếp xâm lăng, thả chết không thèm vương đất Bắc, Bình Trọng giữ tiết quỷ phương Nam, vì dân vì nước kinh thiên địa, hào khí linh thiêng chấn quỷ thần.